có những giấc mơ ấp ủ tại nơi đây. Xuất phát từ sự thân thiện của con người nơi này, những nét văn hóa được xây dựng bảo tồn qua cả ngàn năm. Chúng tôi mong muốn sự nhiệt huyết và tình yêu Việt Nam Star dành cho nơi này có thể khiến mọi người cảm nhận được thông qua một trải nghiệm độc bản mang những dấu ấn thượng lưu, một hành trình khơi gợi tinh hoa bản sắc Việt đong đầy cảm xúc và một không gian cởi mở. Cùng với sự niềm nở, thân thiện, sự thấu hiểu, lắng nghe, sự tinh tế, sang trọng, sự dễ chịu, thoải mái. Sự hài lòng, thỏa mãn. Sự sang trọng hiện đại, song hành cùng nét văn hóa cổ kính. Phong cách thượng lưu đi cùng sự gần gũi thân thiện. Đó chính là những kết quả trong cuộc hành trình tìm kiếm, hiện thực hóa giấc mơ mà Vietnam Star mong muốn mang đến nơi đây cho những khách hàng của mình. Vietnam Star Hoàn Kiếm, dấu ấn thượng lưu, tinh hoa bản sắc Việt.